bánh mì Việt Nam rất nổi tiếng hơn 13 năm qua, được từ điển Oxford Anh Quốc ghi nhận tên bánh mì là một danh từ riêng. Bánh mì Việt Nam đã trở thành món ăn phổ biến trên thế giới, tạo cơ hội kinh doanh rất lớn cho người Việt Nam. Thầy Nguyễn Quốc Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh bánh mì và đã triển khai đào tạo cho hàng trăm học viên tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chị Thúy hiện đang sống tại Mỹ. Chị mong muốn kinh doanh nghề bánh mì tại Mỹ và đã tìm đến thầy Y để được thọ giáo bí quyết kinh doanh nghề bánh mì. Xin chào các bạn, mình tên là Thanh Thúy, mình đến từ Hồ Chí Minh và mình thì đặc biệt rất là thích món bánh mì Việt Nam và mình rất là quan tâm đến bánh mì Việt Nam nên hôm nay mình đến cơ sở Nespe gặp thầy Y để thầy truyền bí kíp cho món bánh mì thịt. Và những ngày đầu tháng 8 2022 thì chị Thúy từ Mỹ ha, chị về chị học cái mô hình là kinh doanh bánh mì Việt Nam. Chị đã được thầy Y truyền dạy cách sản xuất bánh mì Việt Nam theo hướng công nghiệp, từ công đoạn trộn bột, ủ bột và nướng bánh mì, đưa ra những ổ bánh mì giòn thơm, hấp dẫn. Thầy Y đã truyền dạy cách sản xuất các loại thịt nướng, thịt quay để làm nhân bánh mì. Thịt bò nướng xiên là một loại nhân bánh mì ngon và hấp dẫn, đã được thầy Y truyền dạy cách chế biến theo hướng công nghiệp. Cách lựa chọn thịt bò mềm, cách cắt thịt bằng máy, cách định lượng gia vị để làm các sốt nướng ngon, cách xiên thịt và bảo quản dự trữ để kinh doanh trong nhiều ngày đã được thầy Y hướng dẫn rất tỉ mỉ. Cách làm heo quay dai giòn theo hướng công nghiệp, từ khâu chọn thịt heo, cách ướp gia vị, hương liệu, cách ủ thịt heo và làm dai giòn là những công đoạn quan trọng để sản xuất heo quay dai giòn, tạo hương vị riêng đã được thầy Y truyền dạy. Thầy hướng dẫn từ cái lựa chọn cái thịt bò thế nào rồi xiên que cũng như là ướp cái nước sốt. Cũng như là chị học thêm cái món là heo quay da giòn ha. Thầy hướng dẫn những công thức rất là đơn giản để chị có thể làm ra những cái miếng heo quay rất là giòn và da hương vị rất là thơm. Và kết hợp vào ổ bánh mì ha. Nó tạo một cái đẳng cấp riêng cho cái nghề bánh mì. Trong quá trình học với thầy Y mình cảm thấy công thức của thầy Y thì rất là đơn giản, dễ hiểu. Chuẩn bị nguyên khâu nguyên liệu, sơ chế, cách bảo quản, thầy hướng dẫn rất là tận tình. Thầy Y còn hướng dẫn chị Thúy cách sắp xếp quầy bánh mì, cách làm ổ bánh mì hoàn chỉnh và đóng gói. Đây là những công đoạn cuối cùng để hoàn tất những ổ bánh mì thịt nướng, bánh mì heo quay dai giòn, thơm ngon và hấp dẫn. Ngoài ra, chị Thúy còn tham gia khóa học kinh doanh và quản lý quán ăn, nhà hàng do thầy Y trực tiếp giảng dạy. Chị đã được thầy Y chia sẻ những kiến thức và nguyên tắc kinh doanh trong ngành ẩm thực, các nguyên tắc chế biến và bảo quản thực phẩm, cách tạo những khác biệt về sản phẩm, dịch vụ, cách xây dựng menu, cách định giá bán, cách triển khai các kênh marketing để quảng bá sản phẩm, cách quản lý con người, quản lý tài chính trong ngành ẩm thực. Những kiến thức này rất quan trọng khi vận hành các mô hình quán ăn, nhà hàng, giúp giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu chi phí về nhân công, chi phí nguyên vật liệu và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Với phương pháp đào tạo như vậy, chị Thúy dễ dàng nắm rõ các phương pháp chế biến và kinh doanh để đạt được hiệu quả cao khi kinh doanh ngành ăn uống. Giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng, chị Thúy đã đủ tự tin để triển khai kinh doanh mô hình bánh mì tại Mỹ. Chúng tôi chúc chị kinh doanh thành công, giúp thực khách tại Mỹ được thưởng thức những ổ bánh mì ngon và đẳng cấp với những loại nhân độc đáo mang nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam trên toàn thế giới.